Xin chào mọi người, mình là Daniel. Cái video này là phần 2 của cái phần vừa rồi nói về Sam, Alameda Research và FTX. Thì ổng dùng cái phương pháp như vậy, ổng tự đào ra những cái đồng FTT và dùng cái công ty chị của ổng để vay mượn tiền. Thì nếu ổng dùng cái hệ thống đó thì ổng không có cần bán FTT để lấy tiền, ổng chỉ mượn thôi. Ổng có thể in ra mà cứ dùng cái những cái đồng đó mà đi mượn. Xin lỗi bạn, mình đang ngồi trong xe mà nó có con mũi ở đây. Thì bởi vì vậy ổng có quá nhiều tiền. Vừa trước đây ổng cứu vớt blog, rồi ổng cứu vớt voucher gì nữa nè, đúng không? Rồi ổng có mua thêm 2-3 cái công ty nữa. Ok. Thì bởi vì vậy, ok, ổng có quá trời tiền, ổng in ra, ổng mua. Ok. Thì bởi vì vậy, và những cái ngày tới đây, những cái người mà đã đầu tư vô FTX thì người ta sẽ bắt đầu sẽ nổi lên giống như vừa rồi. Ok, Galaxy Digital, ok, đang dính đầu 77 triệu đô la trong đó. Ok, và sẽ có nữa những cái con cá mà nó chuẩn bị, những cái người mà gọi là người chết rồi đó, chuẩn bị nó sẽ lên mặt nước và thông tin sẽ được đẩy ra. Mà không chỉ vậy nữa, những cái công ty lớn đã đầu tư vô FTX này, có hai công ty mình quên tên của họ, nhưng mỗi công ty lúc ban đầu mà FTX thành lập, mỗi công ty đầu tư vô tới đâu 440 triệu đô la, hai công ty chính vô đó. Ok. Không chỉ vậy nữa, BlackRock cũng dính vô trong đó, nhưng mình nghĩ cái phần trăm thì sẽ ít. Ok. Chứ thì chừng nào mình có thống kê bao nhiêu người, phần trăm bao nhiêu đầu tư vô FTX, chuẩn bị nó đẩy ra thì mình sẽ cập nhật cho bạn. Ok. Thì và bạn cũng đã biết rồi, những cái công ty, những cái đồng giống như Apple, Su, đúng không? Và những cái đồng nào mà hồi lâu mà được mà cổ vũ từ Alameda thì xu hướng nó cũng vẫn xuống, cũng giống như Solana, Sol vừa rồi xuống, đúng không? Và không chỉ vậy nữa, những cái giờ tới đây nghĩ Sol còn xuống nữa, bởi vì người ta lấy những cái đồng hồi lâu đó, người ta lấy đồng, những cái đồng Sol để người ta stake, để người ta lấy lãi. Bây giờ người ta lấy những cái đồng đó ra lại rồi, không có stake nữa rồi, và người ta chuẩn bị bỏ lên sàn để bán, để xả. Ok. Bây giờ là cái đồng Sol là cái đồng chuẩn bị bị rớt. Ok, chuẩn bị rớt. Thì đó là cái thông tin từ Tiên Academy trao cho bạn. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ngày mai.